truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Wow, đẹp quá à, đâu chị coi coi. Cái này là bồ tặng phải không? LV thiệt đó. Chuyện, quà nhân ngày lễ tình nhân mà chị. Mà chị thấy em đeo có hợp không? Đẹp, em đeo đẹp lắm. Em nè, công nhận em sướng dễ sợ luôn nha. Bồ em thương mà chiều em dễ sợ luôn vậy đó. Chị thì cũng có kém gì đâu. Chị sao? À, bây giờ em mới để ý đi nhá. Chiếc váy này là của anh nào tặng? Trời ơi, em biết rồi đó, chị nhiều fan hâm mộ lắm. Không biết tối nay có bao nhiêu anh mời chị đi ăn tối nữa. Hôm nay làm gì mà hớn hở như vậy hả? Chúng ta đang ra chứ ha. Hoa đẹp quá. Không không ngờ là anh là người như vậy mà anh cũng lãng mạn nữa. Hoa này anh tặng ai vậy? Trình tặng cho mẹ Trình. Đó là người phụ nữ quan trọng nhất đời của cậu ấy đây. Anh Trình, thế còn gói quà này anh tặng ai? Cho nữ hoàng của đời Trình á. Nữ hoàng của đời anh là ai? Con mèo á. Phụ nữ đẹp như mấy cô sướng thật kìa. Lúc nào cũng có các chàng trai bu quanh à. Chỉ tội cho cô Mai công ty mình. Anh sao anh? Không hiểu là tối nay có ai mời cô ấy đi ăn tối không vậy? Anh đừng nói là tối nay anh mời cô Mai đi ăn nha. Không. Cho dù không còn người phụ nữ độc thân nào trên thế giới này, tôi vẫn không bao giờ ngó ngàng nữa cô ấy. Quên ý tưởng đi rồi đi. Anh ơi. Cô Mai này. Rồi. Sao anh lại ăn như thế? Tại sao các người lại cười cho sự đau khổ của người khác chứ? Như thế là có tội đấy. Tội gì? Xấu mới là cái tội. Thôi chị đừng buồn nữa. Đời người ta có số hết cả rồi. Nhưng em bên này, sinh ra đã chót xinh đẹp mất rồi. Ngày bình thường thì chị không nói làm gì, nhưng mà cứ đến ngày lễ tình nhân là chị không thể chịu nổi. Đi ra đường thì bao đôi tình nhân tay trong tay, đến công ty thì em với Phương Nguyên thì ngập tràn trong hạnh phúc, bao nhiêu chàng trai chen chúc mời mọc. Còn chị thì kể ra thì cũng tủi thân thật đấy. Mang tiếng là phái đẹp mà ngày lễ tình nhân lại không có đến nổi một hoa hồng nào thì cũng ngại thật đấy. Mimi em còn muốn kéo dài nỗi đau của chị đấy nữa. Thôi chị đừng tuyệt vọng như thế. Sống là phải biết nhìn lên, mặc dù trên không có gì để nhìn cả. Cô Mai đây rồi, có quà của cô này. Này, qua đây. Hả? Đây. Quà của em ạ? Đúng rồi. Đây. Đúng rồi, Lê Thị Mai này. Cậu em một cái đi nào, xem có vẻ em đang mơ không? Em đã nói rồi. Đúng rồi, tôi cũng không tin là có người hâm mộ cô được như vậy. Em không ngờ ai lại tặng quà em chứ. Sao mà lại lãng mạn như thế này? Mở ra xem là biết liền chứ có gì đâu. Chắc là một con gấu bông to đùng. Ôi, đây, có gì thiệt nữa. Ôi trời ơi, mẻ nguyên hình trái tim nữa đây này. Cô Lê Thị Mai thân mến, đây, lịch sự nha, anh chàng này lịch sự đấy. Tòa soạn chúng tôi rất tiếc khi phải gửi trả lại cô toàn bộ số tập thơ mà cô đã gửi cho chúng tôi vì chúng không đạt yêu cầu. Chào cô, chúc cô một ngày lễ tình nhân vui vẻ. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.